Hen sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em, ba mẹ đều làm nông. Hen nói rằng là Hen có thể lấy chồng trong thời điểm này. Hen bảo là Hen phải theo ước mơ của mình, cũng như là Hen một điều rất là ngạc nhiên là Hen là người dân tộc thiểu số. You can do it. Thank you.